Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối thứ tư ngày 7 tháng 2 năm 2018 của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình. Chương trình thời sự tối nay sẽ có những tin tức đáng chú ý sau đây. Tỉnh ủy Thái Bình gặp mặt chúc Tết nguyên cán bộ lãnh đạo của tỉnh qua các thời kỳ. Trình diễn nghi lễ đặc trưng thờ mẫu và nghệ thuật thư pháp. Phát hiện nguyên liệu đã bốc mùi để làm xúc xích tại công ty cổ phần thực phẩm Thái Bình. Sau đây là nội dung chi tiết, thưa quý vị và các bạn. Nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất, chiều nay Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã về trao quà và chúc Tết các gia đình chính sách và hộ nghèo của huyện Vũ Thư. Dự trao quà có đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Vũ Mạnh Hiền, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Chủ tịch Hội đồng Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các nhà tài trợ đã trao 200 suất quà cho các cháu học sinh nghèo học giỏi và trao hàng trăm suất quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi suất trị giá 500.000 đồng tiền mặt và quà. Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, cùng với nguồn lực từ ngân sách nhà nước, cần đẩy mạnh nguồn lực xã hội hóa chăm lo tốt cho các gia đình chính sách và người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, từng bước nâng cao đời sống người dân, thúc đẩy nhanh hơn chương trình không còn hộ đói và giảm hộ nghèo. Đẩy mạnh các phong trào thi đua nhân kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Phó Chủ tịch nước chúc các gia đình được nhận quà đón Tết đầm ấm, vui tươi. Chúc các cháu học sinh chăm ngoan học giỏi, ra sức học tập phấn đấu trở thành người có ích xây dựng quê hương đất nước. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch nước. Đồng chí khẳng định, với phương châm không để người dân nào không có Tết, bên cạnh việc trích ngân sách tặng quà các gia đình chính sách, tỉnh Thái Bình đã huy động được gần 40.000 suất quà tặng cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã tặng 300 triệu đồng cho hoạt động bảo trợ trẻ em của tỉnh Thái Bình. Sáng nay, đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy, chủ trì buổi gặp mặt nguyên cán bộ lãnh đạo của tỉnh qua các thời kỳ, hiện cư trú tại Thái Bình, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh dự buổi gặp mặt. Trong không khí mừng Đảng, mừng xuân và chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy gửi đến các đồng chí nguyên cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh cùng gia đình lời chúc mừng năm mới. Đồng thời báo cáo khái quát kết quả phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh năm 2017. Năm qua, tổng sản phẩm GDP tăng 11,12%, thu ngân sách trên địa bàn vượt 16% dự toán. Hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch đề ra đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Sản xuất công nghiệp và xây dựng đạt mức tăng trưởng khá. Tích tụ ruộng đất nông nghiệp bước đầu hình thành, góp phần phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tốt, 100% số xã được cấp nước sinh hoạt, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sinh hoạt đạt trên 77,8%. Tình hình an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước cải thiện và nâng cao. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều đổi mới, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, hiệu lực hiệu quả quản lý của chính quyền, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân ngày càng được nâng lên rõ rệt. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, có được kết quả nêu trên, bên cạnh sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm, nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh, thì còn có sự động viên khích lệ ủng hộ to lớn của các đồng chí, nguyên cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh qua các thời kỳ. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trân trọng đánh giá cao và bày tỏ lòng biết ơn chân thành về sự ủng hộ, khích lệ, động viên to lớn này và khẳng định đây là nguồn động lực tiếp sức cho các cán bộ, đảng viên đang công tác tiếp tục phát huy và kế thừa những truyền thống tốt đẹp của các thế hệ đi trước, tích cực phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh giao phó. Tại buổi gặp mặt, các đồng chí nguyên cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh đã gửi lời cảm ơn đến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời có nhiều ý kiến đóng góp, chia sẻ tâm tư, tình cảm, kinh nghiệm nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh năm 2018 và những năm tiếp theo. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy, tiếp thu ý kiến đóng góp tâm huyết của các đồng chí nguyên cán bộ chủ chốt của tỉnh qua các thời kỳ.
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ tỉnh ủy sẽ cùng với các ủy đảng các cấp tiếp tục giữ vững đoàn kết, phát huy truyền thống quê hương cách mạng, văn hóa, văn hiến, nỗ lực quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong đó phấn đấu mục tiêu tăng trưởng GDP đạt 9,5% trở lên trong năm 2018. Sáng nay, đồng chí Đỗ Xuân Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Phạm Văn Tuân, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đến thăm và tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng cùng một số đối tượng, gia đình chính sách trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ. Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng đoàn đã đến thăm và tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Trăm, thôn Đồng Cừ, xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ. Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy chúc mẹ luôn mạnh khỏe, đón Tết vui xuân đầm ấm bên gia đình. Đồng thời mong muốn mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Trăm tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu thi đua phát triển kinh tế, xây dựng quê hương đất nước giàu mạnh. Đoàn cũng đã đến thăm và tặng quà thương binh Lê Hữu Tĩnh và cháu Trần Thị Hà Thu, xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ. Những món quà tuy nhỏ nhưng thể hiện truyền thống yêu thương đùm bọc và sự quan tâm động viên chăm sóc của tỉnh Thái Bình đối với các đối tượng gia đình chính sách, hộ nghèo đón Tết Mậu Tuất vui tươi đầm ấm. Cũng trong sáng nay, đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo huyện Đông Hưng đã đi thăm và tặng quà Tết các gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Đông Hưng. Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy và đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thăm tặng quà thương binh 1/4 Mai Duy Lộng ở thị trấn Đông Hưng, cụ Nguyễn Thị Yến, mẹ liệt sĩ và cháu Phạm Thị Dinh, trẻ mồ côi tại xã Đông Hợp. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã ân cần thăm hỏi, chúc sức khỏe các gia đình và mong muốn các gia đình sẽ đón một cái Tết đầm ấm, vui tươi và hạnh phúc. Cảm thông trước hoàn cảnh khó khăn của cháu Phạm Thị Dinh, mồ côi cả cha lẫn mẹ, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy và đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu ngành Lao động Thương binh và Xã hội và chính quyền địa phương xem xét các cơ chế hỗ trợ cho cháu Dinh theo quy định của nhà nước, đồng thời vận động các nhà hảo tâm giúp đỡ cháu vượt qua hoàn cảnh khó khăn, cố gắng học tập trưởng thành. Trước đó, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy và đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao 290 xuất quà của tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh cho các nạn nhân chất độc da cam dioxin huyện Đông Hưng. Tiếp đó, vào chiều nay, đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy trao quà Tết của tỉnh cho nạn nhân chất độc da cam dioxin huyện Hưng Hà. Thay mặt tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Bình, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy gửi lời chúc sức khỏe, chúc mừng năm mới và động viên nạn nhân cũng như gia đình các nạn nhân chất độc da cam dioxin cố gắng nỗ lực vươn lên. Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy cùng lãnh đạo huyện Hưng Hà và Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh trao tận tay 400 suất quà, mỗi suất trị giá 200.000 đồng, thể hiện sự quan tâm chăm lo của các cấp các ngành, các tổ chức xã hội cũng như các nhà hảo tâm nhằm chia sẻ giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam dioxin đón Tết đầm ấm hơn. Trước đó, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy và lãnh đạo Hội nạn nhân da cam dioxin tỉnh trao quà cho trên 230 nạn nhân chất độc da cam của thành phố. Trong đợt này, 2.500 nạn nhân da cam gián tiếp toàn tỉnh được nhận quà từ tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh với số tiền 200.000 đồng một suất. Cùng với quà của tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất, Hội nạn nhân da cam dioxin tỉnh còn vận động được các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp hỗ trợ tặng hàng nghìn suất quà Tết cho các nạn nhân chất độc da cam toàn tỉnh, với mong muốn các nạn nhân da cam và gia đình đón Tết ấm áp, yêu thương và hạnh phúc. Cần nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn bằng việc tăng cường giám sát và phản biện xã hội, chăm lo quyền và lợi ích chính đáng cho đoàn viên. Đây là yêu cầu của đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy tại hội nghị triển khai nhiệm vụ công đoàn được tổ chức sáng nay. Cùng dự có đồng chí Phạm Văn Xuyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong năm 2017, các cấp công đoàn trong tỉnh đã triển khai có hiệu quả chủ đề năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn với nhiều hoạt động việc làm có ý nghĩa, mang lại lợi ích thiết thực cho đoàn viên và người lao động, như thăm hỏi, tặng trên 4.000 suất quà cho công nhân viên chức lao động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 45 nhà máy ấm công đoàn, ký các thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, thực hiện các chính sách ưu đãi, giảm giá các sản phẩm dịch vụ cho đoàn viên. Từ các phong trào thi đua, năm 2017 có một cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương lao động hạng 3, Liên đoàn Lao động tỉnh được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc. Nhiều tập thể và cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh khen thưởng. Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy, đề nghị thời gian tới các cấp công đoàn trong tỉnh tăng cường tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước liên quan đến người lao động, nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn thông qua việc tham mưu, phối hợp, giám sát để thực hiện tốt quy chế dân chủ ở các cơ quan đơn vị, nắm chắc tình hình cơ sở cũng như tâm tư nguyện vọng của đoàn viên công đoàn để kịp thời giải quyết những vướng mắc ở cơ sở, không để bị động bất ngờ. Có hai chương trình sản phẩm chất lượng cao, thành
Thưa quý vị và các bạn, người tiêu dùng chưa hết âu lo khi liên tiếp các vụ vận chuyển, chế biến thực phẩm bẩn bị phát hiện, bắt giữ, thì lại tiếp tục hoang mang khi mới đây, Công ty Cổ phần Thực phẩm Thái Bình bị đoàn kiểm tra phát hiện kho chứa nguyên liệu sản xuất xúc xích của công ty chứa rất nhiều thịt bốc mùi, được lưu giữ từ 9 tháng trước nhưng lại là nguyên liệu chính để sản xuất loại xúc xích tiệt trùng. Qua kiểm tra tại công ty này cho thấy một số điều kiện cơ sở vật chất để sản xuất xúc xích không đảm bảo, như toàn bộ tường, trần, khu vực nhập và bảo quản nguyên liệu, thành phẩm xúc xích đều bị bong chóc, ẩm mốc, không bố trí theo nguyên tắc một chiều theo quy định. Tại thời điểm kiểm tra, trong kho của công ty này còn 20 tấn thịt heo, 5 tấn gà nguyên liệu. Tuy nhiên, công ty chưa xuất trình được hóa đơn. Các lực lượng chức năng của tỉnh Thái Bình đã lập biên bản, lấy mẫu thành phẩm để phân tích các chỉ tiêu an toàn thực phẩm. Trước đó, đoàn thanh tra của Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đã kiểm tra tại doanh nghiệp này, phát hiện một số sai phạm và niêm phong toàn bộ kho bảo quản nguyên liệu số 3 và 7 thùng phụ gia đã hết hạn sử dụng. Thưa quý vị và các bạn, vài năm trở lại đây, cứ vào những ngày này, người dân thôn Nguyệt Lâm, xã Vũ Bình, huyện Kế Sương lại tất bật thu hoạch cá chép đỏ để phục vụ nhu cầu của người dân trong ngày 23 tháng Chạp. Theo phong tục cổ truyền, đó là ngày tiễn ông Công ông Táo về trời. Ông Trần Văn Thạch, thôn Nguyệt Lâm 2, xã Vũ Bình là một trong những người đi tiên phong trong việc kết hợp nuôi cá truyền thống với nuôi cá chép đỏ cúng ông Công ông Táo. Gia đình ông có 5 ao thả cá với diện tích 1,5 mẫu. Năm nay ông dự kiến thu hoạch trên 1,5 tấn cá chép đỏ. Ông Thạch cho biết cá chép đỏ rất dễ nuôi, ít bị bệnh, tiền đầu tư ít, thời gian nuôi ngắn, hiệu quả kinh tế cao. Nói chung là nuôi xen canh thế này thì là mình vẫn xen canh những con cá khác, mình cộng kết hợp cả cá ông Công ông Táo. Mấy năm nay là cái thị trường là bán được nhiều hơn những cái mấy năm trước đấy. Người dân gắn bó với nghề nuôi cá truyền thống đã nhiều năm, nhưng vài năm trở lại đây, nghề nuôi cá chép đỏ ở thôn Nguyệt Lâm phát triển mạnh, không ít hộ đã giàu lên từ nghề này. Thế từ 2009 tôi chuyển sang là nuôi cái cá chép đỏ này, chép Nhật. Mình lại cá chép Tam Dương để hàng năm vào ngày ông Công ông Táo là bán ra thị trường cho bà con mua về cúng ông Công ông Táo, thì thấy nó hiệu quả và nó có lãi hơn. Vũ Bình được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận là làng nghề nuôi cá, riêng cá chép đỏ mỗi năm nông dân trong xã cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh hàng chục tấn. So với để mọi năm thì lấy ở mọi nơi thì nó không được đạt chất lượng hơn. Nhưng năm nay xuống dưới này lấy thì cá nó đảm bảo chất lượng hơn. Thì hiện nay là trong cái diện tích ao hồ của làng cũng như của xã là chiếm 60% là nuôi cá truyền thống. Ở trong đó thì có vài ba chục hộ gia đình là chuyên canh về con cá chép, là phục vụ ngày 23, hay không phục vụ bà con địa phương trong huyện, trong tỉnh mà còn đem đi các tỉnh khác, tỉnh bạn như Hải Dương, Quảng Ninh, rồi Hải Phòng. Nghề nuôi cá chép đỏ đã góp phần làm giàu cho nhiều hộ dân và làm thay đổi bộ mặt ở vùng quê Vũ Bình. Ngoài việc làm kinh tế, trong tâm mỗi người dân thôn Nguyệt Lâm, nuôi cá chép đỏ như một nét đẹp văn hóa. Thưa quý vị và các bạn, nhằm góp phần ngăn ngừa, giảm thiểu những thiệt hại không đáng có do tai nạn giao thông gây ra, cách đây hơn chục năm, Chính phủ quy định, từ ngày 1 tháng 1 năm 2008, đình chỉ lưu hành xe công nông, xe tự chế 3-4 bánh. Tuy nhiên, thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Thái Bình, một bộ phận người dân vẫn ngang nhiên sử dụng loại xe tự chế này gây bức xúc dư luận. Sau đây là phần trình bày của phóng viên Tố Uyên về vấn đề này. Xin mời chị Tố Uyên. Vâng, thưa quý vị và các bạn, xe lôi, xe xích lô tự gắn thêm động cơ, xe cơ giới 3-4 bánh của các cơ sở tư nhân sản xuất không được các cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật, đăng ký và cấp biển số theo quy định. Ấy vậy mà vẫn được sử dụng để vận chuyển người, hàng hóa. Đây thực sự là mối hiểm họa đối với chính người sử dụng phương tiện và người tham gia giao thông. Nhìn những chiếc xe này, hẳn mọi người không khỏi lo lắng về mối hiểm họa của xe tự chế. Đây là sự kết hợp giữa xe xích lô gắn thêm động cơ chạy bằng điện hoặc bằng xăng. Hầu hết động cơ chạy xăng đều cũ nát, hết niên hạn sử dụng. Thậm chí bình xăng được chế bằng can nhựa. Phanh xe thô sơ, không đảm bảo an toàn kỹ thuật. Các thiết bị báo hiệu như đèn, còi không có.
Dân người ta tự mua những cái xe này do những cái cơ sở sản xuất người ta tự đóng dựng lên. Người ta mua những cái trang thiết bị về mà người ta tự làm. Thế nên đâm ra những cái yếu tố đảm bảo về tính mặt kỹ thuật đảm bảo an toàn thì nó không cao. Dẫn đến cái quá trình điều khiển tham gia giao thông thì có những cái vật liệu vào thì nhiều khi người điều khiển phương tiện thì cũng chưa được cấp những cái loại giấy phép để mà chưa được đào tạo để điều khiển những cái loại xe này. Trong quá trình tham gia mà cộng thêm một cái lỗi là không chú quan sát nữa thì khi mà gặp chướng ngại vật quá gần không văn nghiệp thì sau khi mà xử lý thì cái độ an toàn của nó rất là kém, dẫn đến xảy ra nguyên nhân xảy ra tai nạn ở đây là rất là nhiều. Điển hình, hồi 13 giờ 25 phút ngày 30 tháng 11 năm 2017, trên đường trục xã Vũ Đoài, huyện Vũ Thư, xe tự chế ba bánh do chị Đoàn Thị Chiên, xã Việt Thuận điều khiển chở đất đã xảy ra tai nạn với xe mô tô do anh Nguyễn Văn Thanh cùng địa chỉ điều khiển. Hậu quả, chị Chiên chết tại chỗ, anh Thanh bị thương nhẹ. Dẫu biết tính mạng con người là trên hết, song một bộ phận người dân bất chấp tất cả, cố tình sử dụng xe tự chế để chở hàng hóa cồng kềnh quá tải trọng và thậm chí đưa đón học sinh. Biết là sai nhưng mà tôi cứ đi thôi, đi làm thuê cho các ông chủ, ông ấy bảo việc chạy thì chạy, không việc thì làm thôi. Em thấy các đàn anh đàn trước đã có đi thì em cũng không thấy là cấm đoán gì, thì em thấy là các bác đi thì em cũng lên thôi. Đây chính là một trong những nguyên nhân mà xe tự chế có thể bùng phát trở lại trên địa bàn tỉnh. Trước thực trạng này, Ủy ban Nhân dân tỉnh có công văn yêu cầu các sở ngành liên quan, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố xử lý nghiêm minh, bảo đảm không còn hiện tượng xe tự chế, xe lôi, xe xích lô máy hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh. Thực hiện sự chỉ đạo của Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ phối hợp với lực lượng công an khác và các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tăng cường xử lý vi phạm. Chúng tôi đã xây dựng cái kế hoạch để hướng dẫn, chỉ đạo tất cả lực lượng cảnh sát giao thông trên địa bàn toàn tỉnh tập trung tuần tra kiểm soát, tăng cường lực lượng tập trung vào những cái địa bàn phức tạp về trật tự an toàn giao thông, nhất là những cái địa bàn mà có cái tình trạng xe xích lô máy, gắn máy, xe ba bốn bánh tự gióng dựng lén lút này, rồi ngang nhiên hoạt động, tạm giữ tất cả các loại phương tiện và xử lý cương quyết các trường hợp theo đúng quy định của pháp luật. Căn cứ vào tình hình thực tế, Công an các huyện, thành phố chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Nhằm tăng cường cái sự hiểu biết của người dân về các loại xe này thì đội cảnh sát giao thông Công an huyện Quỳnh Phụ cũng đã tổ chức các cái buổi tuyên truyền tới với các cái trường học cũng như là các cái tổ chức cơ quan đoàn thể và kết hợp với phòng giáo dục đã ra các cái thông báo đối với các cái nhà trường để cho các bậc phụ huynh ký cam kết là không cho các cái cháu nhỏ lưu thông sử dụng ngồi trên các cái phương tiện như trên. Tính từ trung tuần tháng 12 năm ngoái đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện và xử lý hàng trăm phương tiện xe tự chế, xe lôi, xe xích lô cố tình lưu thông trái phép theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, giải quyết dứt điểm tình trạng xe tự chế, xe lôi, xe xích lô máy hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh là một trong những giải pháp quan trọng nhằm giữ nghiêm kỷ cương phép nước, góp phần ngăn ngừa giảm thiểu những thiệt hại không đáng có do tai nạn giao thông gây ra. Tuy nhiên, để công tác này đạt kết quả cao, đòi hỏi sự vào cuộc tích cực hơn nữa của các ngành, các địa phương. Mỗi chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện hãy nói không với xe tự chế, tất cả vì sự bình yên, hạnh phúc của bản thân, gia đình và xã hội. Đến đây, tôi xin kết thúc phần trình bày của mình. Mời quý vị và các bạn tiếp tục chương trình thời sự với các tin tức khác. Thưa quý vị và các bạn, nhằm giới thiệu hai loại hình di sản văn hóa phi vật thể tới đông đảo quần chúng nhân dân tỉnh Thái Bình, nâng cao nhận thức, lòng tự hào và trách nhiệm của cộng đồng với việc bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống văn hóa, Bảo tàng tỉnh phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Văn hóa Việt tổ chức trình diễn nghi lễ đặc trưng thờ mẫu và nghệ thuật thư pháp. Tại buổi khai mạc, công chúng được thưởng thức các tiết mục hầu đồng đặc trưng của tín ngưỡng thờ mẫu do các nghệ nhân cung văn của đền Đồng Bằng, xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, đền Tiên La, xã Đoan Hùng, huyện Hưng Hà thể hiện. Khung cảnh Tết xưa được tái hiện trong không gian bảo tàng với phố Ông Đồ,
hoạt động khai bút, xin chữ, thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan, trong đó có nhiều du khách nước ngoài. Là một trong những người viết thư pháp tuổi đời còn rất trẻ, nhưng Lê Hữu Liêm đã là chủ nhiệm câu lạc bộ Thái Bình Tân Thư Pháp. Qua triển lãm thì em mong muốn là con chữ nó sẽ đến được tới tất cả người dân ở tỉnh Thái Bình này. Cho em muốn những tỉnh như mình cũng phải có một cái văn hóa đặc gìn giữ, không kém gì là Hồ Văn hay là Văn Miếu trên Hà Nội được. Cái sự kiện này nếu như mà chúng ta sang năm chúng ta làm lại được nữa, có thể được hoành tráng hơn nữa thì cũng càng có cái sự lan tỏa với quần chúng hơn nữa. Tết cổ truyền của người Việt thường gắn liền với nhiều nghi thức, phong tục độc đáo. Trong đó, nghệ thuật trình diễn nghi lễ thờ mẫu và tục viết chữ, xin chữ đầu xuân là những hoạt động đặc trưng, tiêu biểu trong đời sống văn hóa Việt. Đây đều là những hoạt động mới, lần đầu tiên được tổ chức tại Bảo tàng Thái Bình. Với mong muốn giới thiệu các loại di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu đến với đông đảo công chúng, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa dân tộc trên địa bàn tỉnh. Hoạt động kéo dài từ ngày 7 đến ngày 15 tháng 2, tức ngày 22 đến ngày 30 tháng Chạp năm Đinh Dậu. Sáng nay, Tòa án Nhân dân huyện Thái Thụy mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 3 vụ án hình sự về tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Thái Thụy, khoảng 15 giờ ngày 20 tháng 12 năm 2017, tại khu vực chợ Chiều, thôn Hạ Tập, xã Thụy Bình, Công an huyện Thái Thụy phát hiện Phạm Văn Nhã, sinh năm 1988, bán một gói ma túy cho Đào Thành Công, sinh năm 1976. Tại cơ quan điều tra, Nhã khai nhận mua số ma túy trên của một người đàn ông không rõ tên tuổi, địa chỉ để dùng. Số còn lại mang bán cho Công lấy 200.000 đồng, nhưng chưa kịp giao ma túy thì bị công an phát hiện. Tại phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt Phạm Văn Nhã 2 năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy. Cũng tại phiên tòa, với tội danh tàng trữ trái phép chất ma túy, Tòa án Nhân dân huyện Thái Thụy tuyên phạt mức án 1 năm 6 tháng tù giam đối với Lê Đức Thắng, sinh năm 1976, trú tại thôn An Tiêm 1, xã Thụy Dân, 1 năm 3 tháng tù giam đối với Nguyễn Văn Hoàng, sinh năm 1994, trú tại thôn An Cúc Đông, xã Thụy Việt. Đến đây, chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình cũng xin được tạm dừng. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình thời sự trên trang web thaibinhtv.vn, trên ứng dụng TBTV Go hoặc trên Facebook và YouTube của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.